Hello, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay công ty BW sẽ chia sẻ về làm thế nào để chúng ta có thể làm việc hiệu quả. Đầu tiên là phải tự mình bùng cháy. Và có lẽ rằng, như chúng ta đã biết, các vật liệu được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, đó là có tính bén lửa. Thứ hai là tính không cháy. Và thứ ba, đó là tính tự cháy. Tương tự như vậy, con người cũng được chia làm 3 loại người. Thứ nhất đó là dễ bùng cháy, thứ hai là không bùng cháy, và thứ ba đó là tự chính mình bùng cháy. Điều này có nghĩa là con người nếu muốn đạt được điều gì đó thì phải có nhiệt huyết để tự mình bùng cháy. Rằng là để có thể tự mình bùng cháy, chúng ta cần phải vừa yêu thích những gì mình đang làm, vừa phải có mục tiêu rõ ràng. Và nếu là một doanh nhân hay là một người chủ doanh nghiệp, các bạn sẽ luôn nhiệt huyết với công ty của mình. Nhưng mà nhân viên của các bạn thì chưa chắc đã như vậy. Tuy nhiên, dù bạn có nhắc nhở, vẫn sẽ có những nhân viên nguội lạnh, không bùng cháy trong công việc. Đặc biệt là trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì chỉ cần một người không bùng cháy sẽ khiến cho toàn bộ không khí của công ty chìm xuống. Do đó điều quan trọng là phải tạo ra được tính tự cháy trong công ty. Vậy làm thế nào để tạo ra được những con người biết bùng cháy? Đó là những người có thể tự bùng cháy, không làm việc vì được những người khác phải bảo làm. Những người như thế, họ sẽ bắt tay làm trước cả khi bản thân được giao việc. Và hơn thế nữa rằng, trong trường hợp các bạn muốn tuyển những người biết tự mình bùng cháy, đầu tiên phải nhìn vào nhân cách của người đó. Và có lẽ cảm nhận đầu tiên về những người biết bùng cháy là họ có khao khát được chiến thắng và luôn tích cực trong tất cả mọi việc. Đó là những người sở hữu những đặc điểm tính cách như vậy. Một khi đã yêu thích công việc được giao, họ sẽ hoàn toàn tự mình bùng cháy. Cho nên là các bạn hãy tuyển những người có tính cách như vậy và tìm cách khiến họ yêu thích công việc. Cũng như rằng là khi giao cho những người có khao khát được chiến thắng và tính cách tích cực trong công việc mà họ yêu thích, là một cách dễ tạo ra tính tự cháy cho chính họ. Các bạn cũng biết rằng là còn với những người mà không có khao khát chiến thắng, cũng không mấy tích cực nhưng lại nghiêm túc và hiền lành, các bạn hãy giao cho họ một trách nhiệm nào đó. Điều này đã khiến họ tự bùng cháy trong chính công việc đó. Ngay cả những người rụt rè, không bao giờ tự làm điều gì đó, khi các bạn đặt cho họ vào một vị trí cần phải có trách nhiệm với 3-4 người cấp dưới, họ sẽ có được một sứ mệnh là đó là tự đốt cháy bản thân và trả lời được rằng: được rồi, chúng ta hãy cùng nhau làm thôi. Và có một điều vô cùng quan trọng, đó là hãy yêu thích công việc. Để hoàn thành một công việc, chúng ta cần đến rất là nhiều năng lượng, và năng lượng ấy sẽ cổ vũ cho chính bản thân của chúng ta, giúp chúng ta có thể bùng cháy. Có lẽ rằng cách tốt nhất để khiến bản thân tự bùng cháy đó là yêu thích công việc, cũng như là dù công việc nào, nếu dành toàn bộ tâm sức cho nó, ta sẽ có được cái cảm giác thành công và tự tin. Từ đó chúng ta lại có thêm khát vọng chinh phục những thử thách mới. Và cứ không ngừng như thế, chúng ta ngày càng yêu thích công việc hơn nữa. Và khi đó, bất cứ sự nỗ lực và cố gắng nào cũng không khiến ta cảm thấy vất vả, và chúng ta có thể đạt được những thành công rực rỡ. Tiếp theo là khi biết yêu thích công việc, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn. Thêm vào đó, khi biết yêu thích công việc, người ta sẽ không cảm thấy nhọc nhằn nữa. Nếu phải làm điều mình không thích, con người sẽ cảm thấy rất khổ cực. Hơn thế nữa, những người khi mà chúng ta vẫn thường nghe nói là thích gì sẽ giỏi nấy, sự yêu thích sẽ giúp con người tiến bộ trong mọi việc. Sự yêu thích công việc là yếu tố quan trọng nhất để có thể làm nên những điều to tát. Cho nên là khi tìm bản thân của mọi sự vật,
hiện tượng. Thì khi nào chúng ta đào sâu nghiên cứu, chúng ta mới có được, hiểu được chân lý và bản chất của mọi thứ ở trong đó. Đó là khi con người dành hết tâm sức của mình cho một điều gì đó, và chúng ta phải cố gắng nắm được điều cốt lõi của nó. Dù rằng là có những việc dường như rất là nhàm chán, nhưng chúng ta vẫn nên coi công việc được giao là một thiên chức của mình và dành toàn bộ tâm lực cho nó. Nếu không ngừng nỗ lực hết mình thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được chân lý nằm trong đó. Và đó là khi hiểu được chân lý của mọi sự vật hiện tượng, thì đối với bất kỳ điều gì hay trong bất cứ những cái hoàn cảnh nào, chúng ta có thể tự do phát huy sức lực của chính mình. Và đây là điều mình mong muốn chia sẻ tất cả mọi người, là chúng ta hãy cùng nhau làm việc hiệu quả để đóng góp cho công ty. Xin chào.